Tuấn hay ăn chua đâu, khoai sẵn thì thích lắm, quả chua thích mấy. Chua chua cay cay đắng đắng. Thì món này là món chua cay cay đắng. Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trong nhà chị gái mình. Mình thấy một rổ nhót rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm vài thứ rau và chế biến cái gừng hay là cái gì đấy để chấm với cái quả nhót này. Theo đúng chuẩn của dân tộc mình hay ăn luôn. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn xem là có cây gì, lá gì để ăn với quả nhót không nhé mọi người nhé. Chị ơi, mía này có ngọt không nhỉ? Đây đấy, có vài cây mía nữa, nó cong tót, quắt vào ấy nhỉ. Cong tít thò lò này. Cụm này chặt hết rồi này cả nhà này. Đây bên này còn một cụm nữa. Đó. Dàn bầu của nhà bà ngoại đây. Đây có một quả bầu bé này. Đây là vườn rau thơm. Cái rau nhà bà ngoại tốt phết nhưng mà không ai ăn. Rau này thì chuẩn sạch luôn, không bao giờ tưới phân tưới đạm gì luôn. Đây rồi các bạn, đã nhìn thấy một cây đu đủ. Mình sẽ lấy lá đu đủ này để ăn với lại quả nhót. Ăn cùng hả? Khéo là bị bệnh gan rồi chứ. Sao là bị bệnh gan rồi chứ? Bệnh gan thì được mà, bệnh gan được tái được mà. Bệnh gan thì mình khăn. Mình nhổ tái theo thay cân mới ăn tái được nó lơ lề. Cái chú tái đến rồi, tái theo cùng rú cùng năng ấy, cùng rú ấy. Đó là chắc chép đến rồi. Chắc chép đến rồi. Cái nếp cẩm mà nó hen. Cái này để làm xôi, xôi đỏ, xôi tím này. Mọi người này. Cầm hộ em cái này với. À đây rồi, gừng đây rồi. Định đi kiếm một rau. Đây cầm hộ em cái lá này. Cái này bảo nhau đi tìm gừng chịu thôi, bây giờ mới nhìn mới phát hiện ra chứ. Đây. Rau đây. Vâng, thưa ngài. Chỗ chân em có đây. Cái này có phải lấy trồng lại đâu? Hay là để này luôn? Để này luôn, khi nào nó mọc thế ra. Mọc mầm ra để trồng. Trang hẹn ăn ở thúc năm phút cần tốt. Ăn hỏi với chị. Hả? Sao? Đây mình đã rửa xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chế biến. Đây là lá đu đủ này. Quả đu đủ bản chất thực ra là nó rất là đắng.
Nhưng mà khi ăn với quả nhót mà chấm với gừng ấy thì không đắng tí nào luôn. Cái mèo gì đó? Chả biết. Chả biết là thơm có ăn. Cái nào đi trước đâu rồi con? Cái nào ấy? Ủa mẹ thì mái thấy không? Duy không ăn à? Tới đây ăn quả đi. Không ăn à? Tuấn không ăn à? Tuấn hay ăn chua đâu, ăn ngọt thôi. Khoai sẵn thích lắm. Quả chua thích mấy. Chua chua, cay cay, đắng đắng. Cái món này là món chua cay, cay đắng. Ăn ăn thử quả chín nó chấm đấy. Khiếp, quả dao cũng khổng lồ luôn chứ. Không biết mình ăn này có ai bị kích thích không nhỉ? Trời nắng này ăn ngon nhỉ? Trời mưa mưa hoặc là lạnh lạnh không ăn ngon đâu. Đông người ăn ngon phải ngon nhỉ? Một hai người ăn cảm giác không ngon. À, kích thích không? Mẹ thả một tấm hay hai mi, mà nay phải, mi muốn mà nay phải. Làm một hai luống thì năm ngoái thì cháu cưới này kiếp xài à, xài kinh khủng luôn. Nó ở dưới chỗ đợi nó tốt phải mấy tháng, nhiều kinh khủng luôn, quả xài xài. Mình hôm nay chồng cái su su kia có quả nữa. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, có lẽ em kết thúc video ở đây. Nếu mà có bị kích thích thì mọi người thông cảm nhé. À, nếu mọi người xem thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nghe xem những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.